Thưa quý vị, 92 năm qua, kể từ khi ra đời cho đến nay, cùng với ngành tuyên giáo cả nước, ngành tuyên giáo Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đó nổi bật là kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong dân dân. Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo tiếp tục đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi những cách tiếp cận mới và những cách làm hiệu quả hơn. Dịch bệnh kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tâm tư và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch với các thủ đoạn tinh vi đã khiến cho công tác nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền chủ trương của Đảng, của ngành tuyên giáo gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với phương châm đi trước, đi cùng, gần dân, ngành tuyên giáo các cấp đã bám sát địa bàn cơ sở, giữ vững thế trận lòng dân. Khi có cái sự việc và nỗi cộ bức xúc của dân thì đều được nắm bắt kịp thời và xử lý một cách rốt ráo. Điển hình như là trong cái tháng 4 vừa rồi thì có 9 hộ dân ở Đồng Nòa thuộc cái dự án giải tỏa Đồng Nòa của Hòa Quý, người ta chưa đồng thuận, cho nên là tập trung về thành ủy và trung tâm hành chính của thành phố để kiến nghị. Thì xuất phát nắm được cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân chấp hành. Có thể nói thời gian qua, hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng đe dọa ổn định chính trị xã hội. Công tác tuyên giáo cơ sở không ngừng được đổi mới, nâng cao về chất lượng. Chúng tôi tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ và đảng viên, qua đó thì kịp thời uốn nắn những cái suy nghĩ sai lệch, tăng cường cái vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên của đảng ủy phường. Mỗi đồng chí phải tự rèn luyện, nâng cao kiến thức rồi để đảm bảo cho cái công tác tuyên truyền. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đều khắp các ban ngành lĩnh vực quan trọng. Nhờ vậy, công tác nắm bắt, theo dõi diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương chính sách và những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tiếp tục bám sát cái tình hình thực tiễn ở cơ sở để nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng trong nhân dân một cách cụ thể, nhanh nhạy, chính xác hơn, thường xuyên hơn. Và có cái tham mưu kịp thời với thường trực Ban Thường vụ Thành ủy để mà có cái sự chỉ đạo lãnh đạo cho kịp thời. Cái thứ hai là tiếp tục củng cố cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tăng cường nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, những cái thông tin có thể là chưa chính thống nhưng mà phải kịp thời, nhanh nhẹn hơn. Công tác điểm báo, báo cáo báo chí hàng ngày, công tác giao ban thông tin báo chí cũng phải đầy đủ hơn trong cái lĩnh vực tham mưu của Ban Tuyên giáo. Trước những thách thức mới, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo là hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, đổi mới mạnh mẽ nội dung, sáng tạo linh hoạt trong phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần bảo vệ trận địa văn hóa tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận trong nhân dân.